Anh phải bắt em đổ cái này mới được. Ê, ê, trời, trời. Ê. Trời ơi. À, có sao không? Em bị thương rồi. Không ai kêu em lượm lên hết. Em đang chảy máu đó. Em à, cái gì vậy? Máu của em đúng là rất kỳ lạ. Máu của em có mùi gì vậy? Máu của em có độc độc trong đó. Nếu có chuyện gì đó xảy ra với anh thì sao? Anh đã nói rồi, anh yêu em nên anh không sợ gì hết. Em có thấy anh yêu em lắm không? Anh chỉ cảm thấy hơi chóng mặt. Ri Thích, đi với em đi. Nghỉ ngơi đi Ri Thích. Không, anh không sao. Được rồi, anh nằm nghỉ ngơi đi. Em đi lấy thuốc cho anh. Em thấy anh mệt quá rồi đó. Em đã bị thương rồi, và anh cũng bị ảnh hưởng. Có phải tình yêu không? Đây có phải là tình yêu không? Em sẽ quay lại ngay. Sư Vanya, con chờ một chút. Mẹ muốn nói chuyện với con. Có chuyện gì vậy? Hình như mẹ rất lo lắng thì phải. Có một chuyện đã xảy ra. Mẹ mắc một sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm? Mẹ đã mắc sai lầm gì vậy? Không phải con, mà là mẹ đã mắc sai lầm. Sau khi con nói với mẹ rằng sợi dây chuyền trong tay con mới là sợi dây mà mẹ tặng cho con, mẹ vẫn còn nghi ngờ con. Sư Vân Nhà hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ đã làm gì vậy? Con xin mẹ đừng nói như vậy. Bất cứ ai cũng có thể hiểu lầm, nên mẹ không cần xin lỗi con đâu. Người rắn là người có khả năng biến hình. Cô ta có thể biến thành bất cứ người nào trong gia đình. Cô ta có thể ở xung quanh và biến thành bất cứ hình dạng nào. Mẹ nghi ngờ con là một việc làm chính xác. Con là người rắn. Không có người rắn nào lại nói mình là người rắn đâu mẹ. Cô ta có thể là bất kỳ ai. Cô ta có thể ở bất cứ hình dạng nào. Mẹ con anh ghét DVA Tri Thức. Nếu con là mẹ thì con cũng mắc sai lầm. Thậm chí con cũng sẽ nghi ngờ những người ở xung quanh con. Nhưng mà Sư Vanh Gia, nếu nghi ngờ thành viên gia đình mình, nếu mẹ cảm thấy có lỗi vì nghi ngờ người mẹ yêu quý, vậy thì mẹ hãy tin tưởng họ và giúp mọi người đoàn kết với nhau. Con nói không sai chút nào. Niềm tin rất là quan trọng. Hôm nay mẹ thật sự rất là vui mừng vì mẹ đã chọn con làm vợ của Richard. Gia đình này không có người con dâu nào tốt hơn con. Con mãi sẽ hạnh phúc. Bà nói rất đúng. Sivanya đã thực hiện đúng kế hoạch vào đúng thời gian và đúng địa điểm rồi. Đúng là gia đình này rất dễ dàng để cho chúng ta tới trả thù. Các người thật ngu ngốc. Người rắn đang sống trong nhà của bà. Bà muốn bảo vệ gia đình mình thoát khỏi tay người rắn nào vậy? Sisa, em đang làm gì ở đây? Em đang làm chuyện đáng lẽ ra chị phải làm. Nhưng bây giờ chị đang phát điên lên vì người chồng yêu quý của chị. Em đang nói gì vậy? Em biết rõ tại sao chị tới đây mà. Chị còn nhớ mục đích chị tới đây sao? Có chuyện gì vậy? Lúc nãy chị đang gặp phải rắc rối đó. Giờ chị cũng không biết chuyện đó. Em nên nói chị biết chuyện gì không? Nếu phù thủy đã ở đây và làm phép đó chị, chị còn không nhận ra chuyện đó. Chị đang đắm chìm trong tình yêu đúng không? Không phải như vậy đâu Xê Xa. Chị không có yêu anh ấy. Sivanya,
Cho dù chị có tin hay không thì chị cũng đã bị anh ta chinh phục rồi. Điều này không nên xảy ra. Đọc cuốn sách này đi, chị sẽ biết được kết quả của việc một người rắn khi yêu một con người sẽ có hậu quả như thế nào. Em biết là tình yêu này sẽ dẫn chị tới đâu. Tình yêu này sẽ dẫn chị tới những rắc rối chết người và không thể lường trước được. Sivanya, hãy tránh xa anh ta đi. Đọc đi, chị đọc câu chuyện tình yêu này đi. Sao lại như vậy được? Mình không biết chuyện gì xảy ra với mình khi mình ở bên Tri Thiết. Tại sao mình lại quên mất mọi thứ? Mình quên cả việc trả thù. Không, mình phải kiềm chế bản thân mình mới được. Tri Thiết, nè anh, uống đi anh. Cái gì vậy? Cái này sẽ giúp giảm nhiệt độ trong cơ thể của anh. Anh hiểu rồi. Em đã trộm rượu của chị Amrita phải không? Không phải, đây là thuốc mà em đã làm cho anh đó. Thuốc sao? Anh không uống thuốc đâu, vì nó rất là đắng. Tri Thiết, anh phải uống thuốc mới được. Em uống đi, em cũng đang bị cảm lạnh mà. Em uống trước đi. Nếu như mình uống thứ thuốc này thì trong cơ thể mình sẽ có cảm giác như thiêu đốt. Thấy chưa, em im lặng và không dám uống. Không, không phải. Em cũng từ chối uống thuốc này. Em uống nhanh đi, em phải uống, nếu không anh sẽ không uống đâu. Em uống đi. Việc quan trọng nhất bây giờ là anh ấy phải uống thuốc. Vậy mình cũng sẽ uống. Uống đi. Dạ. Tôi hỏi ông một lần cuối, nói đi, viên ngọc trắng đang ở đâu? Tôi sẽ không nói. Ông giết tôi đi, cứ giết đi. Nhưng tôi biết rõ là ông sẽ không làm vậy, bởi vì tôi là người duy nhất biết nó ở đâu. Ông sẽ không bao giờ tìm được, không bao giờ tìm được ngọc trắng đâu. Không giết ông à? Ông có nói hay không? Sao ông không nói hả? Ông phải nói với chúng tôi. Nè, buông ra. Buông hắn ta là Angus. Anh tính giết hắn sao? Nếu vậy thì chúng ta không bao giờ có thể tìm được viên ngọc đâu. Đó là vấn đề duy nhất. Hắn là người duy nhất. Hắn ta sẽ nói chúng ta biết viên ngọc ở đâu mà. Nói đi. Seleta, nói. Đây là lý do duy nhất chúng ta không giết hắn ta. Hắn biết điều đó mà. Nói cho chúng tôi vị trí của viên ngọc. Chúng tôi đã giết chết hai người vì nó rồi. Chúng tôi cũng có thể giết ông vì điều này. Nói đi, nếu không thì tôi sẽ giết ông đó. Ngày mà tôi tìm ra viên ngọc cũng là ngày cuối cùng ông còn sống trên đời này. Nếu như ông muốn giết tôi thì cứ việc làm đi, tôi không sợ đâu. Không, tôi sẽ không giết chết ông. Ông biết tôi sẽ giết ai không? Người thân duy nhất của ông đó. Làm ơn, đừng có giết nó. Làm ơn đừng có hại nó mà. Vậy sao ông còn làm việc này? Tại sao ông không nói cho chúng tôi viên ngọc ở đâu? Nè ông à, khi mà viên ngọc phát sáng ra thì chúng tôi chắc chắn cũng sẽ ở đó. Chúng tôi sẽ biết nó đang ở đâu, và chúng tôi sẽ có được những gì mình muốn. Hiểu chưa? Đi thôi Celeste. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bao giờ để các người tìm được viên ngọc rắn đâu. Không bao giờ.
lịch sử đã chứng minh, nếu một người rắn đã động lòng yêu một con người thì cô ấy sẽ có một kết thúc bi thảm. Đó là trường hợp của một người rắn có tên là Karuki. Cô ấy đã có hình dáng con người sau 100 năm tu luyện. Cô ấy được cử đi đến thế giới loài người vì một nhiệm vụ rất là quan trọng, nhưng cô ấy đã quên nhiệm vụ của mình và động lòng yêu một con người. Đó là một câu chuyện tình buồn. Người cô ta yêu đã phải chấp nhận số phận của mình, và cũng không ai có thể cứu được người rắn. Nếu người rắn yêu một con người thì cả thế giới sẽ sụp đổ vì chuyện đó. Một tình yêu không có kết quả, ảnh hưởng khủng khiếp sẽ kéo dài nhiều năm. Cả hai người họ đều quên mất sự thật là tình yêu luôn bị theo dõi. Họ đã yêu nhau quá sâu đậm, yêu tới quên hết mọi thứ trên đời. Anh không biết đau khổ là gì, cho đến khi anh gặp được em. Vì anh không biết tình yêu là gì, em giúp anh nhận ra vẻ đẹp của tình yêu. Sao em có thể bỏ rơi anh như vậy? Cuối cùng thì ngày đó đã tới. Khi hai người họ chuẩn bị được đoàn tụ với nhau, một tai ương khủng khiếp ập đến, không ai có thể tưởng tượng được. Một tình yêu mới bắt đầu lại có thể có một kết thúc buồn như vậy. Sau đó thì bốn trang cuối của cuốn sách này đã bị mất đi. Hôm đó chuyện gì đã xảy ra với người rắn chứ? Cô ấy có tìm được tình yêu của mình không? Mình muốn biết kết thúc của câu chuyện này. Đã có chuyện gì xảy ra với Karuki vậy? Anh đang làm gì vậy? Lúc nào em cũng suy nghĩ chuyện gì đó. Suy nghĩ thì có gì sai? Anh cũng như vậy mà. Anh đúng là... Anh thì sao? Anh là của em. Em muốn nói vậy phải không? Em chiếm mất chiếc giường mà anh đã nằm bao nhiêu năm nay. Bây giờ em ngồi trên giường của anh. Vì vậy em là của anh rồi, có phải không? Em là của anh. Bây giờ anh phải đi ngủ thôi. Em có thể nghĩ về chuyện đó. Em có thể tới nằm gần anh, giống như những lúc anh đang ngủ say vậy đó. Nếu em muốn như vậy, hay là em muốn ngủ ở bên đây cũng được. Nếu em chọn ngủ phía bên đó thì anh không thể đảm bảo là anh không tới gần em đâu nha. Chị sẽ biết được hậu quả của việc một người rắn khi yêu một con người là như thế nào. Sao vậy? Em đang làm gì vậy? Em có thể nói với anh, nếu như em thích nằm trên giường của anh mà, sao em lại đẩy anh như vậy? Anh đang bệnh đó. Lỡ anh bị gãy chân thì sao? Phải làm sao đây? Em thấy buồn ngủ rồi. Anh học được một điều là sau khi nói chuyện với em, nếu em từ chối điều gì thì anh nhất định phải ép buộc em. Em luôn từ chối những thứ mà em mong muốn. Em thường hay từ chối những việc em thực sự muốn làm, và đó là thói quen không tốt. Nhưng hôm nay anh đã quyết định rồi, hôm nay anh sẽ phải bắt buộc em. Anh thề đó. Ri Thích, xin lỗi, em đã quên không gõ cửa. Anh quên khóa cửa, đáng lẽ anh phải luôn khóa cửa mới đúng.
Mọi người hay thường xuyên vào đây, mọi người phải hiểu đây là phòng của vợ chồng mới cưới, nhưng vẫn cứ vào. Xin lỗi. Rì Thích, hình như Thanh Vi rất lo lắng đó anh. Anh đi ra ngoài coi cô ấy có sao không? Xin lỗi Thanh Vi, anh nói hơi quá lời. Nhưng mà anh phải làm gì đây trong tình huống như vậy? Anh... Làm sao em quên được là bây giờ anh đã kết hôn chứ? Rất là khó chấp nhận, nhưng mà em vẫn phải chấp nhận chuyện đó. Em quên, em có chuyện muốn nói với anh. Hôm qua ba anh qua nhà em, bác ấy muốn biết là em có thích Kabi hay không. Anh nghĩ Kabi là người thế nào? Kabi? Kabi Oberoi? Đúng vậy, chính là con trai của bạn ba anh đó. Bác anh kết nói là anh cũng biết anh ấy. Em biết anh vẫn chưa từng gặp anh ta, nhưng mà anh đã làm ăn với anh ta rồi, có phải không? Rithis, chú đã hỏi Thanh Vi bao nhiêu lần là nó cảm thấy Kabi Oberoi là người thế nào, nhưng mà con bé muốn thảo luận như con trước. Con nói với con bé đi. Ba muốn tìm một người thật phù hợp với Thanh Vi. Kabi là một người rất tốt. Một người rất tốt? Em đã quen biết anh 20 năm, chỉ có anh. 20 năm qua em chỉ yêu một mình anh. Làm sao bây giờ em có thể yêu một người khác nhanh như vậy được chứ? Chuyện đó là không thể. Bây giờ em cần phải quyết định Kabi có hợp với em hay không. Thanh Vi à, em là bạn của anh từ lúc nhỏ, anh sẽ không nói dối em. Anh đã nói chuyện điện thoại với Kabi rất nhiều lần, nhưng mà anh chưa bao giờ gặp anh ta. Đúng, anh đã ký rất nhiều hợp đồng với ông Oberoi rồi. Ông ấy là một người rất tốt. Vì vậy anh nghĩ con trai ông ấy cũng là một người tốt. Nếu anh nói vậy thì chắc anh ta là người tốt. Em sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Em không biết gì về đàn ông hết. Bây giờ là việc của anh đó. Không phải mình anh ấy, mà là của mọi người. Mục tiêu tiếp theo của tôi là ông đó Select Mathis. Lúc Tam Vi tìm được người phù hợp cho cô ấy, và trong đám cưới của cổ cũng là lúc ông phải chết. Ông chắc chắn sẽ chết. Tại sao sớm chết dữ dội vậy? Đó đều là những điểm báo tai họa. Chắc chắn là Sivanya sẽ phải đối mặt với những rắc rối lớn. Hình như đó là một chuyện rất khủng khiếp. Ôi thần Shiva, tai họa gì sẽ xảy ra? Cơn bão lớn và tiếng trống dồn dập bên trong đền. Người đang muốn gợi ý gì đó? Tính mạng của những tín đồ của người đang gặp nguy hiểm hay sao? Chủ nhân gọi tôi có gì sao? Đúng vậy, thần Shiva đã đưa ra những điềm báo. Cho đến ngày trăng tròn kế tiếp sẽ rất khó khăn cho các người. Tất cả loài rắn đều bị nguyền rủa, và đó chính là số phận. Mỗi con rắn đều phải tự cứu lấy mình thoát khỏi kẻ thù. Đại bàng, chim công, những con chồn, và đặc biệt là phải thoát khỏi nữ phù thủy. Cả hai người nhất định phải ở bên cạnh nhau. Đi, Sivanya đang ở một mình. Bây giờ Sivanya cần sự giúp đỡ của ngươi. Cho tới ngày trăng tròn kế tiếp, cả hai ngươi đều phải cẩn thận với tất cả mọi chuyện. Đi. Dạ, thưa chủ nhân.